Được thành lập từ năm 2008, trải qua hành trình 12 năm xây dựng, phát triển bền vững, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI không ngừng nỗ lực kiến tạo những giá trị cuộc sống, mang đến niềm tin cho hàng triệu khách hàng, đối tác, trở thành một ngôi sao sáng đầy triển vọng trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, mạng lưới 36 công ty thành viên và hơn 1.000 cán bộ nhân viên, Bảo hiểm Hàng không VNI là một trong những thương hiệu uy tín hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. VNI cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, bảo hiểm con người, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm hàng không. Hiện nay, VNI đã mở nhiều kênh bán hàng qua ngân hàng, trạm đăng kiểm, sàn thương mại điện tử, ví điện tử, website ebhhk.com.vn, hợp tác với nhiều gara, trung tâm cứu hộ giao thông, bệnh viện. Năm 2019 ghi dấu ấn đột phá của VNI với tổng doanh thu đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bảo hiểm đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 29% so với cùng kỳ. Để phát triển trong thời đại số, VNI đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng bảo hiểm điện tử, giám định, bồi thường online, MyVNI. Đây cũng là động lực để VNI sáng tạo, bứt phá để chinh phục đỉnh cao top 10 năm 2020 và top 5 năm 2025. Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, thay mặt cho tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lời tri ân sâu sắc tới quý khách hàng, quý đối tác. Nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng cùng năm mới an khang tốt đẹp. Mong rằng Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không chúng tôi luôn được đồng hành cùng quý khách hàng, quý đối tác trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình. Trân trọng cảm ơn. Bảo hiểm hàng không, vững niềm tin, chắc tương lai.